Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Sĩ Khánh, 49 tuổi, trú tại xã Ea huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là ông Phạm Huy Bừng, 55 tuổi ở cạnh nhà Khánh. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 3 tháng 6, Khánh đang đào hố để trồng cây cà phê ở vườn nhà mình. Do có mâu thuẫn với nhau nhiều lần trước đó, nên lúc này ông Bừng đi đến gần Khánh rồi liên tục chửi bới khánh thấy ông bừng đã say rượu nên im lặng không nói lại thấy khánh không nói gì nên ông bừng tiếp tục chửi rồi hai người xảy ra lời qua tiếng lại một lúc sau ông bừng xông vào dùng tay đấm vào mặt khánh nhưng khánh tránh được quá bực tức nên khánh đã lấy một cây gậy gỗ gần đó đánh liên tiếp hai cái vào đầu ông bừng làm nạn nhân gục ngay tại chỗ gây án xong khánh hô hoán vợ và người dân gần đó đến đưa ông bừng đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó khánh đã đến công an eana đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình